Euro 2024 đội tuyển Argentina nằm ở bảng nào? Bạn Hiệp xin mời bạn. Bảng C, bảng C. Hay quá bạn ơi. Ở đây có ba tiền thủ của ba đội tuyển quốc gia hàng đầu của Euro năm nay. À, xin giới thiệu với anh em, đây là tiền thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây, đội tuyển Anh. Anh xỉu lên xỉu xuống. Tôi là tiếng Đức nha anh em, tôi là nước chủ nhà nha. Thôi. Ở đây có mấy buồng nhà nước anh em, bây giờ mình chơi trò chơi nha. Mình đố những câu hỏi về Euro. Mình đố 5 câu. 5 câu. Ai trả lời đúng nhiều hơn thì người đó giành chiến thắng. Và người còn lại là sẽ đi đốn về nước. Đốn về nước cho anh em ăn nha anh em. Bây giờ bạn Hiệp sao vậy? Bạn hãy thể hiện là bạn là fan ruột của anh Bảy đi chứ. Tôi có thể chấp bạn 2 giây. 2 giây. Câu hỏi tương đối dễ nha anh em. À, bạn Hiệp sẵn sàng chưa nè? Anh Bảy sẵn sàng chưa? Đội tiếng Anh có vẻ tự tin quá. À, câu hỏi thứ nhất. Euro 2024 tổ chức ở nước nào? Ai giơ tay trước? Xin mời đội tiếng Anh. Đây là một nước ở châu Âu. Đứng đầu chữ cái đứng đầu là chữ D. Chữ D, có một chữ D. Chữ C. Xin anh trả lời luôn đi anh ơi, đội bạn đang hơi buồn nha. Đáp án cuối cùng là đội tuyển Đức. Đức. Ok, 1-0 cho đội tiếng Anh nha anh em. Quá đơn giản vậy. À, ơi, 1-0 cho đội tiếng Anh. C7. Bây giờ tôi ưu tiên tôi đứng gần bạn, đừng tôi hỏi cho bạn dễ nghe một xíu nè, bạn C7 ơi. Thứ hai nha, anh em chú ý lắng nghe. Euro 2024, đội tuyển Argentina nằm ở bảng nào? Bạn Hiệp, xin mời bạn. Bảng C. Hay quá bạn ơi. Anh Nhật, anh có muốn nói gì anh Nhật? Không, nói chung là tôi rất khâm phục kiến thức bóng đá. Bóng đá của Nguyên Đông. Của bạn quen C7 rồi. Bạn hỏi gì quen C7 rồi. Rồi này, câu trả lời sai nha bạn. Argentina là không có bảng nào hết trơn ơi. Argentina là ở Nam Mỹ. À, câu hỏi ưu tiên cho anh Bảy luôn nha. À, trong đội tuyển Bồ Đào Nha của anh Bảy, ai lớn tuổi nhất? Bảy. Anh Bảy. Bảy. Xin mời đội tiếng Anh. Kiến thức của fan anh Bảy thì cũng gần đúng rồi đó. Gần đúng rồi. Bảy sao người các bạn. Rồi xin mời đội tiếng Anh trả lời luôn. Cái tên cầu thủ đó là cái tên từ là đầu từ lái của tiếng Việt. Lái là gì nữa trời? Bebe đúng không? Rồi BB. BB 41 tuổi chính xác. Anh Bảy 39 tuổi bạn ơi. Tôi hài trước các bạn. Hả sao? Tại vì giờ bạn thế là giả bộ chơi thôi, chẳng phải anh Bảy. Má phải anh Bảy, bạn làm tôi thất vọng quá. Tôi cũng thích anh Bảy, bạn làm tôi thất vọng quá. Tỷ số 3-0 nghiêng về đội tiếng Anh nha anh em. À, có thể là tỷ số này cũng là tỷ số trận chung kết Euro luôn á các bạn. Đúng luôn. Thì đúng. Nói gì nữa, đi đốn gì nữa cho anh em đi. Trời ơi trời, nói chung cái mặt đẹp trai bận đồ C7 này kia mà sao kiến thức yếu quá. Đi nhường bạn kia đó. Ừ. Thôi gì đúng anh em ăn đi bạn ơi. Thử cái gì ăn? Không, vậy là vừa đó. Trái gì thì sợ non nữa. Ngon luôn trời, bạn hay quá bạn. Bạn quá. Vừa luôn á. Quá ngon. Vừa luôn. Thử mà. Có lý quá vậy. Thử với các bạn luôn. Hả? Hấp dẫn quá anh em. Đó. Rồi tới tôi làm tôi trái bạn. Tới tôi. Có lý quá anh em. À. Đó. Hay không bằng hên mà. Hên á. Tôi lựa nó giờ đó bạn ơi. Cái này không ai lựa được đâu bạn. Đó. Hên. Điên, tôi chặt cái trên là. Cái này là chặt một trái. Ố mà bữa con trái ra trước á nó còn trên chảo nó rồi bạn. Đấy. Ok bạn, bút sớp bạn. Bạn nha, về nước nha. 257. Lâu lắm em về nước. Ê tí. Không ăn được. Trời.
Như ăn không? Ăn đi, ăn đi, không ăn đâu. Cái này rớt như rớt bạn ơi. Ừ, rớt với bạn đó. Anh em mình có nhau mà. Coi chừng Bồ Đào Nha với Đức vô vô chung kết nha. Thì tỷ số là 3-0 rồi đó, nói gì giờ nữa. Bồ Đào Nha với Đức hả? Ừ. Đức chủ nhà thì nói gì, vô chung kết là chắc rồi. Nhưng mà nãy giờ mình giỡn nha bạn ơi. Hả? Nghe mấy kiến thức đó mà cơ bản. Nếu ấy thì mình chơi lại thôi bạn, ước ước gì mình chơi lại. Chơi lại với tôi nè, chơi không? Giỡn hài hước cho anh em chơi thôi. Thật ra tôi không biết thiệt hả? Tôi chắc lên. Ờ chắc ơi. Bạn thua mà bạn. Trời ơi. Thôi bạn, vừa ăn luôn. Ngon. Vừa giữ luôn, chạy cái đó đúng vừa luôn á. Vừa. Để chở gì chở ăn đi. Để vừa ăn chở chị. Trời ơi, mời các bạn nha. Ngon quá. Rồi tôi. Cái nữa đi. Quậy bạn.